100 túi phân dê chỉ có giá là 95.000, bao ship toàn quốc nhé. Hôm nay thì vườn em lên thanh lý một số các cái đồ vật tư. Đấy, giá nó rất là rẻ. Đặc biệt là có cái combo phân dê được đúc sẵn ở trong túi lưới như thế này. Cả một khe này giá là 95.000 nhá. Cả một khe này thì gồm 100 túi. Đó, dài từ khoảng 10 cho đến 12 phân. Phân dê này thì được xử lý rất là sạch sẽ rồi, không có vi khuẩn nấm bệnh gì hết. Đó. Và nó tốt cho mọi loại cây trồng, không chỉ là lan. Về các bác để vào những cái cây cảnh, thậm chí ở cây ăn quả cũng đều được. Đấy. Phân dê này thì nó lành tính cực kỳ. Đấy, sức khỏe con người nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. 100 túi nhá, 95.000, bao ship toàn quốc. Ngoài ra một cái số đồ vật tư nữa thì em sẽ giảm giá cho mọi người. Đây, ví dụ như là nọ kích dễ Super Thai Biorot sẽ giảm cho các bác là 20.000 một lọ nhé. Đấy, kích dễ này và kích sinh trưởng. À thôi, ưu đãi hôm nay thì 15.000 một lọ thôi. Đấy, 15.000 một lọ. À, đá bọt với cả phân chuồn quế cũng 15.000 một túi thôi. Vỏ thông loại đẹp, thịt thông 20.000 nhé. Rêu thì 50.000. Đấy, rêu rừng 50.000 một cân. Đó, như cái rổ này chỉ có chưa đến một lạng thôi. Một cân nó được khoảng 10 cái rổ như này. Về phủ mặt giữ ẩm các kiểu nhá. Và đặc biệt thì mọi người chú ý đến cái combo phân dê này cho em. Rất là rẻ, về nhà chỉ có sẵn bỏ vào chậu. Đấy, sẵn ném những cái túi nhỏ này vào chậu thôi. Đó, nó dùng được khoảng 7 cho đến 8 tháng. Thì combo 100 túi này nhá, 95.000 bao ship, 100 túi là cả rổ này đấy.